Phần 70 Thằng Tâm ngày em trở về Bỏ qua những việc của mình, nó lại phải lao vào việc. Những công trình giang dở vẫn cần nó giám sát. Tâm vẫn cẩn thận yêu cầu mọi người kiểm tra kỹ mọi thứ, tránh tuyển thợ xây mới lúc này. Nó cảm giác bên kia mới chỉ tạm ngừng chiến và cuộc chiến thật sự sẽ rất đột ngột và dữ dội. Nó cảm giác thi thoảng nơi các công trình đang xây dở có những người như đang quan sát. Tâm không biết đó là nó đang cảnh giác quá mức hay thực sự thế, tâm không sợ nó chỉ lo những người thân bị dính vào tâm đã gọi điện về bảo mẹ và cẩm cẩn thận hai người đàn bà tạm ở cùng với nhau nó không biết thế có ổn không nhưng không còn cách khác mẹ nó không chịu bỏ việc dạy học cẩm cũng mới quay lại trường dạy chưa lâu chú nó gọi điện hỏi đã có tiền chưa thím ngoài đó gom hết tiền trong nhà vay nợ anh em được một số đưa chú dường như chỉ được phần nhỏ tâm đi gặp chú khả chú đúng là đã đem tiền của nó và tất cả tiền trong nhà mà thím rút ra đi trả nợ hết công nhân được ưu tiên hơn còn đâu trả cho chủ nợ cũng chỉ kéo dài thêm thời gian vì không đủ mãi mãi là không đủ hai chú cháu nhìn nhau lắc đầu cười chú lôi nó đi uống rượu giờ chỉ có rượu mới giải quyết được vấn đề nó cũng chả còn gì để làm nên cũng uống với chú chưa bao giờ nó thấy bế tắc đến vậy vì nó cảm giác vấn đề bên công ty khá nghiêm trọng nếu không với tiền của nó và chú gom được chắc cũng vài tỷ gì làm sao không cho nó vay nốt phần còn lại hoặc gần đủ chỗ đó được nhưng đến cả gì cũng phải dồn tiền riêng vào cuộc chiến thì tình hình rất là cam go rồi nếu không xoay ra tiền thì tất cả sẽ mất hết cả hai chú cháu cứ lẳng lặng uống đôi khi chú lại kể về thời xưa lúc chú còn chinh chiến giành giật nhau từng hợp đồng xây nhà giờ tiền kiếm dễ hơn và cũng mất thật dễ tâm gọi cho thằng mạnh đón bố cả hai chú cháu đã ngất ngây nó tính về khách sạn mà lại thôi mang tâm trạng chán nản nó đi về căn nhà đang xây dở bẵng đi vài hôm giờ nhà đã xây thô gần xong. Mọi buồn lo như tạm tan biến khi tâm nhìn căn nhà mang theo bao gửi gắm của nó dần hình thành. Ít ra dù thế nào đi nữa, nó sẽ còn lại căn nhà. Tâm đi lang thang trong căn nhà hai tầng với gần chục phòng ngủ của nó. Nó đang mừng tượng phòng nào của mẹ, phòng nào của cẩm. Ở đây sẽ mua cái giường thật lớn để nó ôm người đàn bà của nó. Tâm lang thang xong một vòng thì định đi về. Chợt nó nghe thấy tiếng động trên sân thượng. Giờ đã tối, thợ đang lục tục về rồi thì còn ai nữa? Nó tìm thấy cái thang gỗ tự làm của thợ xây để lại liền leo lên. Tâm ngớ ra, bên trên gác mái lại là Hồng. Từ sau cái đêm đó, nó chưa gặp lại Hồng. Phần vì nó cứ cố tìm cách từ chối gặp, vì cũng không biết nói gì. Phần cũng vì nó không có thời gian thật, một ngày trôi qua là một ngày mệt mỏi với đầy suy tính mưu mô. Sao Hồng ở đây giờ này? Hồng bảo với anh Vĩnh tổ trưởng qua bên này làm anh giáp vừa thuê được một cái nhà để làm hàng sắt cũng gần đây hồng làm ở đây vừa gần mà gặp tâm cũng dễ tâm cũng định nói chuyện với hồng mà từ hôm đó tới nay tâm không dứt ra được ừ hồng biết nên hồng cũng không dám tìm tâm hồng chuyển qua chỗ tâm làm lúc nào gặp được tâm thì gặp thôi tâm nhìn hồng với ánh mắt thực sự phức tạp nó quả thật không nghĩ ra chút tình cảm nào với hồng nhưng không nhờ hồng đêm nó thì đúng là nó cũng chả biết ra sao rồi còn gì nữa chứ nó chưa biết đền đáp hồng ra sao chẳng lẽ lại trả bằng tiền nó nhìn mắt hồng nó biết hồng cần thứ khác tâm vẫn còn lăn tăn thì hồng cứ dần lại sát nó ánh mắt đầy khao khát của hồng như lây ảnh hưởng qua nó tay hồng chợt chạm vào người nó tâm vẫn đứng yên nhưng nó không chống cự với sự khiêu khích của hồng men rượu làm sức đề kháng của nó cũng kém đi bên cạnh nó lại là một người đàn bà đang rực lửa, trong nó rồi cũng dần có phản ứng. Hồng nói thật không đẹp, nhưng ở Hồng luôn có nét nào đó làm đàn ông thật khó cưỡng. Đôi mắt lá răm, khuôn mặt mỏng và đôi môi mỏng dính. Nó cũng không hiểu sao anh giáp dám lấy Hồng. Ở Hồng cái khao khát nó hiện ra mồn một. Hồng ơi! Hồng! Có đó không em? Tâm nghe tiếng, hình như là gọi Hồng. Là anh giáp đang tìm. Anh giáp hạ, à, có chuyện gì thế? Tâm à, chú có thấy chị Hồng không? Bảo về nấu cơm mà chả hiểu đi đâu. Tâm đang định trả lời mà nó chợt tái mặt vì giờ vị thế đã khác rồi. Nó quay qua đành phải trả lời anh. Chị Hồng, chị ở đây. Chị đang làm nốt hộ em cái này, xong ngay đây. Thế à, thế mà gọi trả thưa. Tí em qua anh nhé, hôm nay vừa khai trương cửa hàng. Lúc nãy em cũng uống rồi, giờ chuẩn bị đi ngủ thôi. Vớ vẩn, mấy khi anh em uống với nhau, mày qua làm vài chén rồi ngủ ở chỗ anh là xong. Anh mua ít thịt bê với vó bò rồi, rượu anh mang từ quê đấy. Vậy, vậy tí chị Hồng xong em qua. Nhớ nhé, tâm làm sao nhớ được nữa. Đầu nó giờ chỉ toàn hình ảnh Hồng đang cần gì và nó có thứ để trả ân huệ cho Hồng. Nó nhìn quanh, trời đã tối sầm. Giờ thì còn xây với chát gì nữa. Mình qua chỗ anh giáp không anh nghi. Kệ, anh cho Hồng đi rồi. Ở đây thiếu gì không phải ở trong làng để sau anh không thấy hồng lại lên tìm thì toi mà không có anh hỏi tâm hồng đâu tâm cũng khó trả lời mình về đã nhé tối rồi gió to lắm tâm nói cũng có phần thật mà cũng có phần xạo nó cũng hơi sợ hồng nó cảm giác nơi hồng còn chưa hoàn toàn thoải mái trước giờ nó luôn nghĩ đến việc đàn bà lăn lộn xin nó tha nhưng gặp hồng nó mới biết thế nào là cao thủ tâm giúp hồng đi về chỗ anh giáp người đàn bà mới nãy yếu ớt như cái lá trước gió giờ đã hồi phục hoàn toàn tung tẩy đi trên đường về nhà. Tâm và Hồng về tới nhà thì anh Giáp đã bắt đầu cuộc chiến. Trong mâm đã có ba ông nữa toàn người làng với nó. Tâm nhanh chóng bị kéo vào cuộc nhậu. Trước nó cũng uống ngà ngà say mà làm với Hồng xong như là dã rượu luôn. Tâm dù lấy cớ nhưng vẫn bị mọi người ép uống. Nó cũng không biết gì nữa, chỉ cảm thấy anh Giáp đã gục xuống trước nó. Đêm tối mịt, Tâm chợt tỉnh giấc. Nó tỉnh vì bị khó chịu. Chả biết nó ngất thế nào, nhưng giờ nó thế mà nằm gần anh giáp bên gần ngoài cửa còn có một ông nữa ngất chả biết là ai hồng cũng đang ở đó dường như chả quan tâm gì đến ai ngoài nó tâm từ mơ màng cũng dần tỉnh táo anh giáp ngay cạnh hồng không sợ à sợ cái gì có tâm này trong đời dù anh ý có làm sao hoặc bỏ thì hồng cũng muốn nhưng còn cái người ngoài cửa nữa người ta dậy thì sao toàn người say cả tâm cũng đang say đây hồng gục đầu vào vai nó ngược lại nó như cảm thấy sự điên dại của hồng đang dần truyền qua nó có lẽ hồng đúng hồng sinh ra là một vế và nó là vế kia giữa đêm khuya bên cạnh hai tiếng ngáy rền vang là bản nhạc không số và không tên cũng hòa mình trong đêm vắng tiếng rậm rộng của người nằm ngoài cửa đánh thức cái ý thức đang mơ màng của tâm nó vậy mà cũng tí nữa ngủ nó ngồi dậy không biết nên ngủ tiếp hay đi về bỗng anh giáp trở mình miệng lẩm bẩm gì đấy cũng sáng sớm rồi, tâm tỉnh hẳn bởi tiếng kẹt cửa. Ông Giao nằm ngoài cửa đã dậy rồi, ánh sáng ngày mới làm nó nhìn rõ mọi thứ. Hai vợ chồng anh giáp vậy mà nằm cạnh nó. Tâm nhìn Hồng, nhìn anh, rồi nhìn ông Giao đang nhìn Hồng. Tâm định đi về mà lại ngập ngừng, nó không yên lòng để Hồng lại như vậy. Dù Hồng có thế nào thì Hồng và nó cũng có sự gắn bó nhất định, Hồng còn là người ơn của nó. Tâm đi ra cửa, kéo luôn ông Giao già đi về ông cũng biết ý cười gượng rồi ra cửa, ánh mắt còn luyến tiếc đảo vào bên trong. Sáng sớm ở biển luôn là thời điểm tâm thích nhất. Làn gió man mát thổi hơi gió biển vào, Tâm hít thở thật sâu cảm nhận vị của biển. Nó chào ông giao rồi chuẩn bị chạy bộ về, xe máy của nó anh giáp xích vào với xe anh mất rồi. Tâm mới đi được mấy chục bước thì chợt dừng lại, nó cảm giác được một sự khác lạ nào đấy. Cái cảm giác nguy hiểm chợt làm lông tay nó dựng lên tâm thụt nhanh lại, quay đầu hét to gọi ông dao còn chưa đi xa. Cùng với tiếng hét của nó là gần chục thằng túa ra. Nó không chạy về phía nhà anh giáp được nữa, xung quanh chúng đang tiếp cận nó thật nhanh. Tâm định chạy về phía ông dao mà lại thôi. Ông cũng tầm 50 rồi chả giúp gì được nó. Nhìn chân ông run run đứng yên một chỗ thì biết. Nó chạy về phía bên phải, nơi có xe hàng bán thịt nướng với mấy chung vại gần đó. Nó không chạy xa được vì vòng vây đã kín, chỉ biết cầm cái chung lên chống đỡ với những con thứ đang vung lên. Tâm dùng cái chung chống đỡ rồi cố đâm ra vòng vây. Lưng nó lại bị thương, nhưng giờ không chạy chỉ có tèo. Biết là nguy hiểm nhưng đành chạy về nhà anh giáp. Cảnh cửa nhà anh bỗng bật mở, anh chị Hồng thò đầu ra, tâm nhìn Hồng như thấy thêm hy vọng, nó cố chạy dù lưng vẫn bị thương. Hồng lao ra, tay chị cầm hai thanh sắt chữ V lao tới cô loạn. Tâm giật một thanh sắt từ tay chị quay lại phòng thủ, từ trong nhà anh Giáp cũng tỉnh và lao ra khi nghe tiếng chị kêu ầm ĩ. Rồi ông Giao cũng tỉnh lại từ cơn sợ lao vào. Tất cả lui dần về phía cửa. Tâm thở vào, dù rằng trên lưng nó đau không tả được, nhưng nó biết mình thoát rồi. Chúng muốn đập vỡ cánh cửa sắt nhà anh cũng còn lâu, hàng xóm sẽ dần tỉnh hết. Nó quay qua Hồng định nói lời cảm ơn thì chợt tái mặt. Hồng nhìn nó cười mặt dần tái đi. Nó chợt thấy bên hông Hồng có vệt đỏ. Hồng, Hồng bị thương à, đừng cố lên tâm rồi đưa hồng tới viện hồng ơi hồng ơi em ơi mấy người cuống lên tâm cũng chả quan tâm có nhiễm trùng không nó lấy áo của anh chị vứt dưới sàn thấm vào vết thương chị ông giao nhanh trí hơn lấy ra túi thuốc lào của anh giáp trịn vào vết thương vết thương dài và sâu lắm nhưng nhờ có thuốc lào nên đỡ hơn nó và anh lại giữ chặt vết thương bằng một cái áo bị xé ra chú giao gọi cấp cứu đi cháu đối với bọn cờ văn hó này Tâm không còn quan tâm sống còn gì nữa. Cái đau muốn ngất đi cũng không còn nữa. Nó lựa ra hai thanh sắt chữ V và một thanh sắt vuông rồi mở bung cửa. Bên ngoài đang có sáu bảy thằng đang đứng. Tâm nào quan tâm, nó gầm lên rồi lao ra. Nó không cần quan tâm có bị thương không mà điên cuồng với bọn này. Từ trong nhà lao ra anh giáp. Mắt anh cũng đỏ lừ, nước mắt vẫn còn trên má. Anh cũng như nó mới hả giận. Bên cửa là ông giao, ông già rồi và nhát nên không ra chỉ có điều ông cầm lăm lăm thanh sắt vụn lựa thời cơ. Tâm và anh giáp thêm bị thương, nhưng nó không thấy sợ hay có đau. Tiếng ồn ào va chạm, rồi tiếng hét quả nhiên đánh động hàng xóm xung quanh. Mấy thằng cũng trờn vì Tâm và anh giáp đang điên cuồng. Chúng dần lui lại, Tâm muốn đuổi tiếp nhưng cơ thể nó thực sự mệt mỏi vì bị thương. Anh giáp phải giữ để nó khỏi ngã xuống. Xe cứu thương hú còi đến, Tâm có thể an tâm nhắm mắt. Nó chỉ có thể làm đến thế, mong chị không làm sao. Không biết là lúc nào rồi, Tâm tỉnh dậy với cái quạt trần trên trần nhà. Nó nhận ra nó lại đang ở bệnh viện. Dường như là một giấc mơ, như cái lần nó bị đánh ngất hồi trước. Tâm nghĩ là mơ cũng phải, vì bên cạnh nó cũng có một cô gái. Cô gái nó tưởng đã đánh mất. Vẫn mái tóc dài óng ả, à, nàng đang nằm gối đầu tựa vào bàn tay nó. Ngón tay Tâm vẫn còn cảm giác được sự ẩm ướt, chả nhẽ nàng khóc. Ngón tay nó khẽ cử động, chạm khẽ vào làn da nàng đã lâu lắm rồi nó mới chạm vào nàng, vào má nàng. Má nàng ướt, vậy là nàng đang khóc thật. Tâm thấy hơi mùi lòng, cũng cảm thấy có chút hạnh phúc. Nàng vậy mà vẫn khóc vì nó. Tâm nhúc nhích làm Thảo Nguyên ngẩng đầu lên. Khuôn mặt vẫn xinh đẹp tuyệt vời nay đang lem nhem vì nước mắt. Chào em. Chả hiểu sao tự dưng nó lại chào nàng. Nhưng Tâm không biết nói gì khác, nó khẽ cười thật vui, như cái gì xa xôi lắm vừa trở lại với nó. Anh cười cái gì, đồ ngốc anh có biết vừa từ địa ngục trở về không thế có làm sao anh cũng chả biết chả quan tâm anh vừa thấy có một thứ vừa trở lại với mình thứ gì không nói ừ không nói thì thôi nói mau không em đánh giờ em vừa về đã bạo lực thế em muốn cũng được tâm chu cái môi lên chờ đợi nó không thấy môi thảo nguyên đâu mà thay vào đó là một cái đập vào tay tay nó cũng bị thương giờ đau điếng lên chả hiểu có chảy đỏ không Thảo Nguyên lạnh lùng đi ra ngoài bỏ mặc tâm lại. Tâm ngơ ngác, nó không nghĩ nàng vậy mà bỏ đi. Nhưng rồi Thảo Nguyên quay lại với bác sĩ và y tá. Ánh mắt nàng lườm lườm nó rồi khẽ cười khi thấy mắt tâm cứ nhìn nàng. Dường như xa cách không làm hai con người xa nhau đi, tâm vẫn thấy Thảo Nguyên như ngày nào. Bác sĩ khám xét, tâm mới chợt nhớ tới chị Hồng. Nó không hiểu chị ra sao rồi. Nếu chị có làm sao cả đời này nó ái náy. Tâm định bật dậy nhưng cả người đau nhức cái đống dây nhợ cũng chẳng chịt làm nó khó cử động. Bác sĩ phải ấn người nó xuống. Làm gì thế, anh có biết đợt rồi phải truyền anh bao nhiêu mới giữ được mạng anh không? Tôi, tôi xin lỗi. Tôi chỉ đang lo lắng cho một người khác. Chị ấy cũng bị thương. Bệnh nhân phòng 305 tòa B, tên Hồng vào cùng anh đúng không? Vết thương sâu nhưng không vào chỗ nguy hiểm, chỉ bị ngất thôi. Giờ đã tỉnh rồi, có thể ngồi dậy. Anh không cần lo lắng. Tâm thở vào, mặt nó giãn ra, vậy là chị hồng không sao thật là quá may bác sĩ khám xong thì dặn dò thảo nguyên với y tá rồi ra ngoài tâm cũng không quan tâm nó thế là sống rồi chị hồng cũng không sao chợt nó thấy thảo nguyên nhìn nó ánh mắt lạnh lùng tâm chột dạ nó biết cái ánh mắt này nhưng nó có làm gì đâu mà nàng thù nó nàng vừa mới gặp lại nó em sao nhìn anh vậy anh có làm gì đâu anh chả làm gì em nhìn anh thấy ghét có được không tâm bật cười nó cũng không đấu lại với nàng nó không nói nữa mà chỉ nhìn thảo nguyên cô gái đã bỏ nó hơn một năm trời nàng vẫn vậy như mới rời đi hôm qua từ mái tóc khuôn mặt đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất vẫn không hề khác vậy mà đã hơn một năm trôi qua như một giấc mơ vậy nó đã trải qua bao nhiêu việc trong đời nhưng nàng dường như không có gì đổi khác bàn tay nhỏ nhắn đang chỉnh lại tốc độ truyền nước cho nhỏ lại nó với tay nắm lấy tay nàng thảo nguyên định vùng tay ra mà tâm giữ chặt lại nó kéo tay nàng lại, đặt nơi trái tim mình. Thảo Nguyên không dễ dụa nữa mà để mặc nó. Tâm thừa cơ làm tới, bàn tay khẽ nắm chặt bàn tay nhỏ gầy của Thảo Nguyên. Nó đưa khẽ tay nàng lên miệng mình hôn nhẹ. Tâm nhìn Thảo Nguyên, nó thấy ánh mắt dễ dụa của nàng. Có đôi chút muốn phản kháng nhưng có phần dường như muốn mặc kệ nó làm gì thì làm. Tâm kéo mạnh Thảo Nguyên về phía mình. Nó hơi nhăn mặt vì đau nhưng vẫn cố kéo nàng ngã về phía mình thảo nguyên chống tay ở người nó mặt lườm nó cáu giận anh làm gì thế anh muốn ôm em ai cho anh ôm mà ôm anh vừa mới ra khỏi quỷ môn quan đấy anh biết không biết mà cũng không cần biết nếu anh không phải xuống gặp diêm vương mà giờ gặp được em thì anh càng phải ôm chặt em trong lòng nhỡ đâu khi đây chỉ là giấc mơ khi tỉnh dậy giấc mơ vụt tan mất và anh lại không thấy em nữa đồ ngốc em đánh cho anh tỉnh luôn xem mơ hay thật nhé thảo nguyên nói vậy nhưng dần nằm tựa vào người nó tâm nhẹ nhàng ôm nàng nó cố lui người ra để thảo nguyên nằm bên cạnh đừng có nhích người nữa lưng anh có còn là lưng đâu nhích nữa là đau đấy vậy anh sẽ ở bệnh viện thêm có gì còn được em chăm sóc đừng có mơ lần này em về giúp mẹ anh cứ nằm đây mà nghĩ tới những cô gái khác của anh bảo họ vào đây mà chăm sóc làm gì có ai có cô này đây mà không chịu thì thua rồi hử chỉ được cái dẻo mỏ Ai là của anh? Cái chị Hồng bên kia ngồi được rồi, đi lại được rồi đó, bảo chị ta qua mà nằm. Trời, đó là bà chị họ anh. Em chưa gặp à? Chị hôm đó cứu anh nên mới bị vậy. Anh sợ chị có làm sao thì ấy náy lắm. Coi như vậy đi, thế còn cái cô Phượng thì sao? Anh bị vậy cô ta vào đây lo lắng lắm, còn định ở đây chăm sóc anh cơ. Anh, anh không có gì thật. Không có gì sao người ta như vậy? anh ở đây năm hôm thì đến bốn hôm cô ấy đều vào ngồi lì cả tiếng liền anh hay lắm cô ta xinh đẹp trẻ trung gia đình khá giả tính tình lại dễ chịu đúng không anh không biết anh không có gì với phượng thật mà anh có chỉ là quan hệ công việc mà cô ấy cũng là em gái em còn gì ai chị chị em 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 không biết anh kêu không có sao người ta lại vậy em thấy cô ta khá nhu mì chắc cũng hợp với anh giờ anh cũng đến tuổi lấy vợ rồi đấy thôi nào Em biết anh mà, anh còn có. Mà thôi, nói để làm gì. Nếu anh có thể cưới ai khác, anh muốn cưới cô gái đã cùng anh ngắm pháo hoa năm nào. Năm vừa rồi anh về quê ăn Tết, anh chợt đồng ý đi xem pháo hoa. Vì anh nhớ tới em, nhớ tới đêm giao thừa năm nào. Anh vẫn giữ, gối chăn của hôm đó. Anh ác lắm. Anh chỉ biết nói những lời đó thôi sao. Thảo Nguyên rụi đầu vào người tâm khóc giấm dứt. Tâm nhẹ ôm nàng, kéo Thảo Nguyên nằm hơi dựa lên nó hơi khó chịu nhưng mà đáng nó lại được ôm nàng trong tay bàn tay duỗi ra đầy phân vân có nên giữ nàng thật chặt không tâm chợt bối rối dường như nó có nhiều thứ đều muốn giữ thảo nguyên thôi khóc nàng cứ dựa vào nó tay vân vê viền áo bệnh nhân của tâm cả hai người có nhiều điều muốn hỏi nhau nhưng chưa biết bắt đầu như thế nào ngoài cửa chợt nhốn nháo dường như có ca cấp cứu thảo nguyên muốn ngồi dậy nhưng tay tâm giữ chặt vai nàng không thả Bỏ em ra đi, ai thấy giờ. Kệ, bao lâu rồi anh không được bên em. Người chi chít vết thương đấy, bỏ em ra đi. Không, đừng dãy dụa nữa đau anh đấy. Để anh ôm thêm một lúc nữa, anh không muốn buông tay. Để làm gì? Cuối cùng anh vẫn buông và em lại vẫn đi. Anh là kẻ tham lam, ích kỷ. Giờ anh giữ, em còn muốn đi không? Thảo Nguyên ngẩng đầu nhìn Tâm. Hai ánh mắt nhìn nhau tràn đầy cảm xúc. Đôi môi Thảo Nguyên mấp máy, nàng thực sự muốn nói không? đã mất nhau đã quyết định rời xa nhưng khi nghe tin tâm bị thương thảo nguyên không dằn lòng được mà bay ngay chuyến sớm nhất trở về quá cảnh rồi bay nối chuyến không làm nàng thấy mệt thảo nguyên chỉ muốn thật nhanh trở về nàng đã khóc khi nhìn tâm được thay băng thảo nguyên chỉ muốn cho làm thương tâm thêm nữa cái con người này làm gì mà để ra nông nỗi này anh mà đi nàng không hiểu sẽ ra sao cả năm bên trời tây nàng vẫn chỉ nhớ nhung cái hình bóng ấy em cũng không rõ nữa liệu em có nên không hả anh Câu hỏi của Thảo Nguyên cũng là câu hỏi của Tâm. Nó cũng muốn giữ Thảo Nguyên bên mình, nhưng nó chỉ sợ làm nàng thêm đau khổ. Nó đã có Cẩm, giờ lại thêm Hiền, nếu không tính Lan thì nó còn có thêm Ngọc dù rằng mối quan hệ với Ngọc cũng thật không rõ ràng. Còn Liên, nàng đang nơi đâu? Còn cả Sương nữa, nó không muốn bỏ Sương. Người đàn bà đó càng ngày càng gắn chặt với nó. Liệu Thảo Nguyên biết được thì sẽ như thế nào? Tâm chợt nhớ tới việc Thảo Nguyên biết nó và Sương, tim nó chợt nảy loạn không biết nàng khi nào tra hỏi nó chuyện đó người ra vào càng nhiều đã đến giờ thăm bệnh tâm dù không muốn nhưng nó vẫn phải để thảo nguyên rời xa vòng tay nó còn rất nhiều điều nó muốn hỏi nàng nói chuyện với nàng mà chưa được em đi về đây lát em còn qua thăm bạn trai em em đã có bạn trai đúng vậy chứ anh nghĩ sao anh ở đây còn răm ba mối tình ai anh cũng dính vào được em không được quyền có bạn trai sao ừ em nói đúng anh hơi hụt hẫng thôi em xứng đáng có được người yêu mình quan tâm mình thực sự đúng vậy anh ấy yêu em lắm em đi đây thảo nguyên cứ vậy mà bỏ đi tâm nhìn theo đến khi bóng nàng ra khỏi cửa mãi mà vẫn ngơ ngác nó biết điều này nên xảy ra nàng xứng đáng như vậy nhưng sao nó vẫn thấy thật khó chịu con tim cứ cảm thấy bị đè nghẹt y tá vào đưa nó chuyển qua phòng khác mà nó cũng chả quan tâm nó làm theo mọi thứ như một cái máy tiếng giày lộc cột dần vang rõ mà tâm không để ý mãi đến khi người đứng trước cửa phòng thì nó mới để ý phượng nở nụ cười thật tươi khi nhìn thấy nó tóc mai vẫn còn bết bên má dường như nàng vừa chạy marathon tâm cười nhìn thấy cô gái trẻ trung này nó thấy đỡ buồn hơn khi cứ nghĩ về thảo nguyên em làm gì mà mồ hôi vậy em tới phòng hồi sức mà bác sĩ bảo anh tỉnh rồi nên chuyển phòng em chạy vội tới để xem có phải anh tỉnh thật không anh mới tỉnh chiều nay chắc đợt này em phải cáng đáng công việc dài dài rồi anh nghe bác sĩ bảo phải nửa tháng anh mới bình thường được chỉ cần anh không sao em có làm một tháng hai tháng cũng được phượng nói xong thì chợt dừng lại